Dạ vô. Mẹ làm cái gì ăn nè. Dạ vô. Nó ba lăn lại. Chị Vinh. Con nhà chị. Mấy con quay gặp vậy qua lại cái này cái nhiều thằng bé thấy chưa thấy chưa dạ em đi coi đồ ăn thấy bà bỏ ở đây nha dạ nó gọi đẩy lên đi xuống làm đi à mình đó nó về bỏ đảo mà nó dòm tới cho thầy nói và nguyên cái nồi làm gì của thầy chưa đó được không? Còn chị ba nữa, chị ba xuống mình chơi thôi. Vậy giờ muốn chạy đâu đi? Mấy cái lá sau rồi lên, cái hay đổi cho nó đẹp. Em cần ngon nè. Nhưng mà phải dạ, có người mua. Có cali mua, cali hả? Cô đem về, tới ba, tới mấy trận rồi. Tới mấy đợt. Qua bển nàng bây giờ tôi đang chơi cái này là mè chơi không được em mời con ngoái thầy đang một trăm một mươi thầy đi thầy cho mình nguyên bộ giường luôn hả lúc ở trên bà đã cũng không phải là đi với cái mà đọc kinh hả đâu Vân Sơn đi đâu rồi nha. Tôi xin được đại diện cầm chị em ngày hôm nay tuyên tuyên cá nhân mặt của tôi về mặt hội của USBA cũng cảm thân cảm ơn công trong suốt thời gian vừa qua đã đóng góp có sự phát triển của hội rất nhiều. Cái thứ hai là công đã góp phần vào sự được Chúa trong những thành viên của hội nhà thì điều đó ai cũng biết và hơn nữa trong suốt thời gian vừa qua vợ chồng của Công Lan đã gắn bó với tất cả mọi người ở đây trong tình thân gia đình. Mặc dù ngày hôm nay ông vừa không nguyện tất cả anh chị em tổ chức bữa tiệc tạm chia tay là vì vợ chồng của công không công Lan đi Ohio đi Ohio để làm một cái mà công việc mới nơi đó thì chúng tôi cũng cầu mong rằng đem đến mọi điều tốt lành cũng như là thuận lợi cho vợ chồng của Công Lan. Rồi hai bạn cũng đừng quên rằng ở đây chúng tôi luôn luôn nào cũng dang rộng vòng tay. Nếu mà ngày nào đó cảm thấy rằng Ohio chán rồi mà muốn trở về đây thì cũng cho tôi biết để tôi luôn tổ chức cái tiệc đón chào. Thế thì hai bạn có lời gì nhắn nhủ lại với mọi người ở đây không? Thì em cũng rất là ngạc nhiên lúc mà tới đây cũng nghĩ là chỉ có nhân tiện có cái dịp gì đó thì cho mọi người tụ tập thôi, nhưng mà cũng ngạc nhiên cái này là không biết giờ cũng chưa tin biết phải cho em với Lan hay không thì nhưng mà nói chung rất là ngạc nhiên và cảm thấy cảm ơn thầy và mấy anh chị em trong hội rồi gia đình anh Thông hai ông bà ngoại rất là nhiều cũng mấy anh chị cũng quen biết ở đây thì em ở đây thì chỉ có hai vợ chồng thì biết anh Thông mới rồi đó rồi sau đó biết mọi người thì từ đó thì mới thấy cuộc sống nó cũng vui vẻ hơn, nó không có cô độc tên độc mà cho nên là không phải là gì mà không phải hay mình lên nhà thờ mà nói chung là quan điểm trong mọi người thấy cũng nhà vui vẻ ăn mấy gia đình thấy sống nó cũng cuộc sống nó cũng tốt thì xin cảm ơn rất là nhiều.
nhiều. Và còn em qua Hồ Hai Hồ mà bất cứ khi nào thầy tổ chức tiền giống như vậy thì em lại quay về. Ủa không, ở đây tôi vui không có tiền ai nữa đâu. Không có tổ chức cái tiền tiền như này. Không, bởi tôi nếu tổ chức này nữa thì không quay. Em đặc biệt. Đặc biệt đấy. Đặc biệt á, ngày hôm nay á là... Không, xí chờ thầy. Thì quay để qua thầy nói không có lên. Thì quay đi, mở khắp lên. Ngày hôm nay á, đặc biệt á, công an biết rằng cái nhà ý tổ chức cái bữa tiệc ngày hôm nay cho gia đình của công an là của Thông Nguyễn, với cái tấm chân tình của một người bạn đối với một người bạn, thì phải nói rằng ở đây tôi ghi nhận cái tấm chân tình đó nữa. Mà tôi cũng có một phần ganh tị, không hiểu là mai mốt tôi chuyển công tác đi đâu rồi biết có được một cái gì hay không. Thật ra là cũng mong mà đó hả, cũng nhắn nhủ trước là nếu tôi có chuyển công tác cũng cho như tôi vừa thiệt chứ anh xỏm vậy phải không. Sống trong cuộc sống khó có ai để lại cho người khác cái sự lưu luyến, khi mà chúng ta ra đi mà chúng ta để lại một sự lưu luyến cho người này người kia là chứng tỏ rằng trong cuộc sống của chúng ta có điều gì đó mà để cho người ta cảm thấy rằng tốt đẹp, đáng lưu luyến, phải không? Phải không Tâm? Cho nên tôi hy vọng rằng những ngày tới đây nếu có đi Ohio mà ở bên này có gọi điện thoại thì làm ơn bấm bom dùm. Phải không ấy? Không, nói chung là cảm ơn anh Thông rất là nhiều, một từ làm như vậy em cũng phải hơi ngại. Nhưng mà lên các đồ ăn ngon quá thì cũng chắc cũng hết ngại rồi. Rồi thôi giờ nói một tiếng gì đi. Rồi, cảm ơn thầy, cảm ơn hai vợ chồng mình, cảm ơn tất cả các anh chị, cảm ơn mọi người nghĩa chơi, có dịp gặp gỡ nhau. Rồi, rồi. Đừng có nói gì chút như là đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Bấm nó thầy quay nè, giờ tới tôi nói. Trời ơi. Cái gì? Tại vì anh Công nó đi, đâu có ai đi nữa đâu. Không, ông có nói, không có nói gì. Đừng có gì. Trước tiên là chúc gia đình dọn gì dưới dịch bàn lại. Không mà mày nó nói cuối cùng cũng đúng là tại vì mai mốt nó trở về đây là không có đưa tiền nữa. Em đi rồi. Thôi thế thì lấy nữa em bắt con ra. Dạ. Chị nè, nhìn cái cô của mình đang làm gì con nè. Chị này nhìn qua đây coi. Đây cả. Chị cái đồ cả. Thưa các bạn, đây là bữa tiệc mà VNUSBA tổ chức chia tay một người anh em trong hội chúng tôi về tiểu bang Ohio để nhận lãnh công tác mới. Nếu các bạn xem thấy thích, xin bấm vào subscribe và đăng ký ở cái chuông giúp chúng tôi. Xin cảm ơn.